Mùa đông năm nay tiếp tục có những biểu hiện khác thường khi có mức nhiệt cao hơn hẳn trung bình nhiều năm. Trong tháng 1 chính đông nhưng lại có rất ít các đợt không khí lạnh mạnh. Điều này thêm một lần nữa được khẳng định khi chỉ sau 2 ngày rét, miền Bắc sẽ quay lại dạng thời tiết nắng ấm và tiết trời này sẽ kéo dài từ ngày mai cho đến cận Tết Nguyên đán. Hôm nay nhiệt độ tại miền Bắc có xu hướng tăng lên, nhưng phải từ tuần sau mức tăng mới rõ ràng. Không gian Tết cũng như gần lại với mỗi nhà hơn khi việc sắm Tết trong thời tiết rất thuận lợi. Mức nhiệt tăng dần mỗi ngày từ 1 đến 2 độ C và đạt mức cao nhất khoảng từ 20 đến 22 độ C. Trước thềm năm mới sẽ có thêm một đợt lạnh nhưng không đủ mạnh nên duy trì thời tiết rét về đêm và sáng sớm. Theo lý giải của cơ quan khí tượng, sở dĩ mùa đông năm nay cảm thấy không lạnh là do các đợt không khí lạnh tăng cường thường xuống khá sâu, làm không khí khô đi, ít mây. Điều này dẫn đến hiện tượng ban ngày trời quang mây, đón nhiều nhiệt độ mặt trời nên ấm áp. Ban đêm lại xảy ra hiện tượng phát xạ nhiệt, nhiệt độ giảm, trời lạnh. Đợt rét đậm đầu tiên ở miền Bắc đến rất muộn so với trung bình và cũng chỉ duy trì trong vòng 2 ngày. Đây được nhận định là một biểu hiện rõ ràng của việc biến đổi khí hậu khi mùa đông đang thay đổi khác thường.